Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Khảo sát Đa số người Mỹ tin ông Trump thắng ông Biden trong các cuộc tranh luận. Một cuộc khảo sát mới nhất của USA Today và Suffolk cho thấy đa số người Mỹ tin rằng ông Trump sẽ là người sẽ chiến thắng trong các cuộc tranh luận với ông Joe Biden sắp tới. Kết quả khảo sát được công bố vào Chủ nhật ngày 6 tháng 9 cho thấy hơn 47% số cử tri cho rằng Tổng thống Trump sẽ thắng trong các cuộc tranh luận. So với 41% người được hỏi cho rằng ông Biden sẽ thắng. 47% cử tri độc lập không đảng phái Dự đoán rằng ông Trump sẽ là người chiến thắng, trong khi 37% cho rằng ông Biden sẽ thắng. 79% đảng viên dân chủ dự đoán ứng cử viên tổng thống của họ sẽ dẫn đầu trong các cuộc tranh luận, trong khi 87% đảng viên cộng hòa tin rằng ông Trump sẽ thắng. Ông Trump và ông Biden dự kiến sẽ đối đầu trong ba phiên tranh luận tổng thống trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới. Cuộc tranh luận đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 9 tại Đại học Case Western Reserve ở Cleveland, bang Ohio. Chính quyền Trump đã yêu cầu Ủy ban về các cuộc tranh luận. Tổng thống bổ sung thêm một cuộc tranh luận thứ tư nhưng bị từ chối. Năm 2016, Cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và bà Hillary Clinton, ứng cử viên Đảng Dân chủ, thu hút 84 triệu người theo dõi. Con số này đã xác lập kỷ lục về số người xem một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống. Trước đó, một cuộc khảo sát cũng của USA Today và Sub Fox diễn ra từ ngày 28 và ngày 31 tháng 8 trên toàn quốc dựa trên việc lấy ý kiến từ các cuộc gọi điện thoại cố định và di động. Cho kết quả, ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump với tỷ lệ 50% và 43%. Còn trong cuộc khảo sát mới nhất của RebMotion Report công bố kết quả vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9 cho thấy xếp hạng tín nhiệm của Tổng thống Trump đã trở lại mức cao nhất là 52% bằng với mức tín nhiệm ghi nhận tại thời điểm cuối tháng 2, thời điểm vài tuần trước khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát tại Mỹ và trên toàn cầu. Vụ đầu độc, nhà đối lập Nga Navalny hết hôn mê, Đức đe dọa trừng phạt Moscow. Sau gần 3 tuần nhập viện ở Berlin, nhà đối lập Nga Alexei Navalny theo các bác sĩ Đức bị đầu độc bằng chất Novichok đã hết hôn mê. Ngày 7 tháng 9, Bệnh viện Charité, nơi Novoni được điều trị, cho biết tình trạng sức khỏe của ông đã được cải thiện. Bệnh nhân 44 tuổi phản ứng khi người ta nói với ông và sẽ từng bước ngừng thở bằng máy, vẫn theo thông cáo của Bệnh viện Charité, một trong những bệnh viện nổi tiếng châu Âu. Tuy nhiên theo AFP, dù tình trạng của nhà đối lập Nga có nhiều dấu hiệu cải thiện nhưng các bác sĩ không loại trừ khả năng ông sẽ chịu nhiều di chứng về lâu dài do độc dược quá mạnh. Chất độc thần kinh Novichok được một phòng thí nghiệm quân sự Đức phát hiện trong cơ thể ông Navalny là được cho là chỉ mình Nga có. Đức và các nước phương Tây đã yêu cầu Nga giải thích Berlin cho Moscow thời hạn vài ngày để làm sáng tỏ chuyện gì đã xảy ra. Trước khi đưa ra quyết định trừng phạt Anh Quốc, nơi từng xảy ra vụ đầu độc hai cho con cụ nhân viên tình báo Skripal năm 2018, đất triệu mời đại sứ Nga để bày tỏ quan điểm của London về vụ đầu độc Novoni. Còn theo Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian. Khi trả lời truyền thông ngày 6 tháng 9, tình hình nghiêm trọng trước hết là có thêm một nhà đối lập bị đầu độc và hơn nữa sản phẩm được sử dụng là độc dược bị cấm. Tuy nhiên, Moscow lên án những âm mưu phi lý cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc. Bắc Kinh nêu lý do bắt nhà báo Úc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói nhà báo Úc Chang Lei bị bắt vì nghi ngờ đe dọa an ninh quốc gia theo Reuters. Ông Triệu Lập Kiên phát biểu trong buổi họp báo ở Bắc Kinh. Công dân Úc Chang Lei bị nghi ngờ có hành vi phạm tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Các biện pháp bắt buộc đã được thực hiện và các cơ quan liên quan đang điều tra vụ việc. Sự việc đang được xử lý theo pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của bà Chang sẽ được đảm bảo đầy đủ. Ông Triệu tuyên bố, đây là lần đầu tiên giới chức Trung Quốc giải thích lý do cô Trang bị bắt sau hơn 2 tuần. Ấn Độ, bác cáo buộc nổ súng ở biên giới với Trung Quốc. Quân đội Ấn Độ hôm nay bác cáo buộc đã nổ súng ở biên giới với Trung Quốc, đồng thời tuyên bố rằng chính lính Trung Quốc mới là bên bắn chỉ thiên, theo tờ The Hindu của Ấn Độ. Một nguồn tin quốc phòng cho biết, sau những căng thẳng xảy ra ở biên giới, tướng Mono Naravan của tư lệnh lục quân đã đệ trình vụ việc lên bộ trưởng quốc phòng Ranat Singh. Trong trường hợp cấp bách này, mùng 7 tháng 9, quân giải phóng nhân dân PLA đang cố gắng áp sát một trong các vị trí tiền tuyến của chúng tôi dọc đường kiểm soát thực tế được viết tắt là LAC, khi bị quân đội Ấn Độ cản ngăn. PLA đã bắn vài phát đạn chỉ thiên để thị uy, phát ngôn viên của Tư lệnh Lục quân cho biết trong một thông báo. Tuy nhiên, bất chấp tác động thái khiêu khích nghiêm trọng, quân đội chúng ta đã tỏ ra rất kiềm chế và hành động một cách cẩn thận, có trách nhiệm, vị phát ngôn viên nói thêm. Đài Loan kêu gọi liên minh. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay kêu gọi các nền dân chủ thành lập liên minh để chống lại các hành động gây hấn và bảo vệ tự do theo Reuters. Việc tăng bốc quân sự hóa, nhanh chóng Biển Đông, các chiến thuật vùng sáng ngày càng gia tăng và thường xuyên ở eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông. Chiến thuật ngoại giao cưỡng chế được sử dụng chống lại các quốc gia và tập đoàn đều đang gây bất ổn cho khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương. Bà Thái phát biểu tại một diễn đàn có sự tham dự của các quan chức an ninh hàng đầu Đài Loan và các nhà ngoại giao cấp cao phương Tây. Tuy nhiên, bà không đề cập trực tiếp với Trung Quốc trong phát ngôn của mình. Bà Thái cho biết đã đến lúc các quốc gia cùng chí hướng, các nước bạn bè, dân chủ trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương và các và cả quốc gia khác cần thảo luận về một khuôn khổ nhằm duy trì một trật tự chiến lược để ngăn cản các hành động gây hấn đơn phương. Bà cũng cho biết khuôn khổ này phải có thể thúc đẩy các nỗ lực bền vững và có tính phối hợp. Bà Thái kêu gọi một chiến lược tránh khơi, màu chiến tranh nhưng vẫn thể hiện được quyết tâm bảo vệ các nền dân chủ bằng cách khuyến khích hợp tác, minh bạch và giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Samsung sắp đóng cửa, nhà máy sản xuất TV duy nhất ở Trung Quốc. Phát ngôn viên Samsung hôm 7 tháng 9 cho biết, tập đoàn điện tử này sẽ phải đóng cửa nhà máy sản xuất TV ở Trung Quốc vào tháng 11, theo The Epoch Times. Người phát ngôn cho biết, nhà máy sản xuất TV ở Thiên Tân là cơ sở sản xuất TV của Samsung Electronics duy nhất ở Trung Quốc. Quyết định này là một phần trong nỗ lực không ngừng để nâng cao hiệu quả các cơ sở sản xuất của mình. Samsung cho biết trong một tuyên bố trước đó. Hãng tin Yonhap hôm 7 tháng 9 đưa tin các nhà máy có khoảng 300 công nhân. Samsung từ chối bình luận về số lượng công nhân nhưng cho biết họ có thể sẽ giữ lại một số công nhân và thiết bị. Mỹ xem xét lệnh cấm bông từ Tân Cương vì lo ngại về tình hình nhân quyền. Chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc một lệnh cấm đối với một vài hoặc tất cả các sản phẩm làm bằng bông từ vùng Tân Cương của Trung Quốc bởi các cáo buộc vi phạm nhân quyền tờ New York Times đưa tin vào cuối ngày 7 tháng 9. Lệnh cấm tiềm năng có thể được công bố vào thứ Ba ngày 8 tháng 9 ngay sau bối cảnh các báo cáo về việc sử dụng lao động cưỡng bức người hồi giáo thiểu số ở Tân Cương, hãng Reuters dẫn bản tin của NYT cho biết, phạm vi của lệnh này chưa rõ liệu nó có bao gồm các sản phẩm có chứa sợi bông Tân Cương được chuyển từ các quốc gia khác tới hay không. The Times đưa tin, nếu lệnh này được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, CBP đưa ra, gọi là lệnh ủy thác hay lệnh hủy bỏ, withhold release order, WRO, được viết tắt, khả năng sẽ ảnh hưởng đến hàng chục tỷ đô la hàng dệt, may nhập khẩu của Mỹ, có chứa bông, sợi hoặc vải được sản xuất tại Tân Cương. Hồi tháng 3, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đề xuất một đạo luật nhằm ngăn chặn hàng hóa, làm từ lao động cưỡng bức Tân Cương đến Mỹ. Ông Trump tái đề cập việc hủy quan hệ với Trung Quốc. Reuters đưa tin, Tổng thống Trump hôm thứ Hai, ngày 7 tháng 9, đã đề cập trở lại ý tưởng cắt đứt mối quan hệ giữa hai nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc, nói rằng Mỹ sẽ không chịu thiệt hại sau việc này bạn đề cập đến từ tách rời. Decouple, đó là một từ thú vị. Ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, sau khi cho biết ông sẽ mang việc làm từ Trung Quốc trở lại nước Mỹ. Chúng ta đã mất hàng tỷ đô la, và nếu chúng ta không làm ăn với họ, chúng ta sẽ không mất hàng tỷ đô la. Nó được gọi là tách rời, vì vậy bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ về nó, ông Trump nói. Ông Trump nói thêm: Chúng tôi sẽ đưa việc làm từ Trung Quốc trở lại Hoa Kỳ và chúng tôi sẽ áp thuế đối với các công ty rời Mỹ để tạo việc làm cho Trung Quốc và các nước khác. Nhà lãnh đạo đối lập Nga thoát khỏi hôn mê. Nhà lãnh đạo đối lập Điện Kremlin Alexei Navalny đã vượt qua tình trạng hôn mê và bắt đầu có các phản ứng. Bệnh viện ở Đức điều trị cho ông thông báo hôm thứ Hai, mùng 7 tháng 9, theo Fox News. Bệnh viện Charlie Wright ở Berlin cho biết tình trạng của ông Navalny đã được cải thiện và ông đã có thể phản ứng với những câu hỏi, nhưng hậu quả lâu dài của vụ ngộ độc nghiêm trọng có thể sẽ không được loại trừ. Chính phủ Đức hôm mùng 3 tháng 9 thông báo rằng các xét nghiệm được thực hiện trên các mẫu lấy từ cơ thể ông Nevoni cho thấy kết quả dương tính với sự hiện diện của chất độc thần kinh Novichok. Novichok có nghĩa là lính mới trong tiếng Nga. Ám chỉ một nhóm chất độc thần kinh do Liên Xô phát triển trong những năm 1970-1980 với mật danh Folian. Một số biến thể của chất này được ước tích ước tính là độc hơn chất độc thần kinh VX được dùng trong vụ ám sát Kim Jong Nam, anh trai của Kim Jong Un năm 2017, từ 5 đến 8 lần. Đài BBC đưa tin WHO đang phê duyệt vaccine COVID Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang làm việc với Bắc Kinh về yêu cầu cấp chứng nhận quốc tế đối với bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào của Trung Quốc? Một quan chức cấp cao cho biết hôm thứ hai, Reuters đưa tin, văn phòng của WHO tại Trung Quốc và trụ sở của WHO đã làm việc với các quan quản lý Trung Quốc trợ lý tổng giám đốc WHO, Marian Gola Simao, phát biểu tại một cuộc họp báo tại Geneva chúng tôi đang liên hệ trực tiếp, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin và các yêu cầu đối với việc phê duyệt vaccine Trung Quốc. Công ty dược phẩm Sinovac Biotech LTD của Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết, theo kết quả thử nghiệm sơ bộ, vaccine COVID của họ dường như an toàn cho người lớn tuổi, trong khi phản ứng miễn dịch cho người trẻ tuổi hơi yếu. Trung Quốc bị cáo buộc bắt cóc 5 người Ấn Độ Fox News hôm thứ Ba, ngày mùng 7 tháng 9, đưa tin một nghị sĩ Ấn Độ đã cáo buộc quân đội Trung Quốc bắt cóc 5 thường dân Ấn Độ ở gần khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước. Nghị sĩ Topher Gao, đại diện cho bang Arunachal Pradesh, cho biết thông tin này trong một tweet vào thứ Bảy tuần trước, nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết theo bbc cũng theo bbc quân đội ấn độ hiện đã gửi một tin nhắn cho phía trung quốc để hỏi về vụ bắt cóc trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc triệu lập kiên nói với bbc rằng bắc kinh chưa có thông tin chi tiết nào để công bố về các buộc này và nói thêm rằng trung quốc chưa bao giờ công nhận khu vực gọi là arunachal pradesh là vùng lãnh thổ của Ấn Độ, vì đó là một khu vực thuộc Tây Tạng của Trung Quốc. Belarus, nhân vật hàng đầu phe đối lập bị bắt cóc. Sáng thứ hai, những người đàn ông mặc đồ đen đã bắt cóc bà Maria Kolenskova, một nhân vật hàng đầu của phe đối lập ở Belarus. Nhóm đồng sự của bà Maria cho biết theo SBS News là một nhà phế binh gay gắt tổng thống Lukashenko và Maria đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các cuộc biểu tình và đình công diễn ra nhiều tuần ở Belarus. Vụ bắt cóc bà Kolesnikova diễn ra trong bối cảnh giới chức Belarus dường như đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình và cản trở công việc của hội đồng đối lập vốn bị cáo buộc có âm mưu lật đổ Tổng thống Lukashenko, người đã tại vị suốt 26 năm và bị người biểu tình tố có hành vi gian lận trong cuộc bầu cử hôm 9 tháng 8 nhằm giữ ghế. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình Điểm tin Thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin thân ái, kính chào tạm biệt quý khán thính giả và xin hẹn lại quý khán thính giả trong Điểm tin Thế giới kỳ tới kính chúc quý khán thính giả và cùng gia quyến một ngày an lành an vui và hạnh phúc